Thiên Vân, tuổi thơ xa mẹ, từng muốn đi tu, vướng tin đồn yêu quan lê, 40 tuổi sống kín tiếng. Ca sĩ hải ngoại Mai Thiên Vân vô cùng kín trong chuyện đời tư. Ở tuổi 40, nữ ca sĩ đang có một cuộc sống bình yên cùng chồng con tại Mỹ và vẫn theo đuổi đam mê âm nhạc. Mai Thiên Vân tên thật là Mai Thị Hậu, sinh năm 1982, quê ở Bến Tre. Dòng nhạc mà cô theo đuổi tại hải ngoại là quê hương và trữ tình. Mai Thiên Vân may mắn sở hữu năng khiếu hát ngay từ nhỏ, năm 13 tuổi đạt giải thi hát cấp cao ở huyện, đam mê ca hát. Nữ ca sĩ chăm chỉ tham gia các cuộc thi và luôn tạo ấn tượng tốt với khán giả và giám khảo. Nhưng đáng tiếc là chưa đủ để đưa cô trở thành ngôi sao. Năm 2002, tôi đi thi tiếng hát truyền hình đạt giải 4, thi tiếng hát phát thanh của đài đạt giải nhất và tôi cũng tham gia nhiều cuộc thi khác. Sau này tôi gặp lại nhiều anh chị em nghệ sĩ, ai cũng nói đã coi và biết tôi. Chị Minh Tuyết cũng kể lại ngày đó, chị Cẩm Ly và ba cũng theo dõi và chấm tôi nữa. Mà đậu thì đậu vậy thôi, chứ không có người đỡ đầu phía sau cũng như không, cô nói. Sau khi học xong 4 năm sư phạm ngành âm nhạc, Mai Thiên Vân ra trường đi dạy, thỉnh thoảng được mời đi hát và thu âm. Cô được khán giả biết về mảng thu âm nhiều hơn. Nữ ca sĩ tiết lộ, bản thân là người hát nhạc phim Hương Phù Sa, bài Sóng Tình nhưng không được nhiều người biết đến. Ngày mới đi hát, Mai Thiên Vân còn nhút nhát, chưa trau chuốt nhiều về ngoại hình và cách diễn. Sau này được ca sĩ Quang Lê định hướng, dần dần mà trở nên tiến bộ, hoàn thiện hình ảnh hơn trong mắt khán giả. Tuổi thơ thiếu tình thương của mẹ và những hình ảnh đau lòng khó quên. Chia sẻ về gia đình, Mai Thiên Vân đầy tâm trạng khi nhắc về mẹ quá cố. Nữ ca sĩ tiết lộ, từng có khoảng thời gian mẹ đi lập nghiệp xa khi cô chỉ mới 4 tuổi. Tôi nhớ hoài cảnh ông xe ôm chở mẹ ra bến xe, tôi khóc và nằm vạ. Ngày đó, mỗi lần nhìn thấy ông xe ôm là tôi không thích. Lâu lâu có người hỏi tôi có nhớ mẹ không, tôi cũng không thích ai hỏi câu đó vì nó rất khó trả lời. Tôi ở xa nên tình cảm đâu có gắn bó với mẹ nhiều. Để nói nhớ thì không hẳn, mà không nhớ thì không phải. Sau này lớn lên tôi mới nhận ra không được ở với mẹ khiến mình thiếu nhiều kỹ năng, thiếu sự âu yếm. Nó khiến mình trở thành đứa trẻ không ấm áp như những đứa trẻ khác, cô nói. Ngày đó, phương tiện đi lại khó khăn, mẹ con xa nhau một năm thì chỉ có 2 tháng là gần gũi. Đến khi mẹ Mai Thiên Vân phát hiện bị xơ gan cổ trướng, đó là khoảng thời gian khó khăn với cả gia đình vì không đủ tiền chạy chữa thuốc cho mẹ. Những ngày cuối đời, mẹ Mai Thiên Vân âm thầm dùng những hành động để bày tỏ tình mẫu tử. Điều mẹ nữ ca sĩ trăn trở nhất đó là sợ cô hiền quá đi lấy chồng bị ăn hiếp khi sinh con không có mẹ ruột bên cạnh chăm nom. Sau khi mẹ mất, tôi cảm thấy chán nản. Có những lúc tôi đã định bỏ đi tu bên nhà dòng công giáo làm bà sơ. Hình ảnh của những bà sơ và cha xứ với tôi hồi nhỏ là một hình ảnh đẹp tôi rất thích. Hơn nữa, từ hồi nhỏ xíu, tôi đã có thói quen đi nhà thờ mới 4 giờ sáng để dậy đi lễ. Vì vậy nên trong tâm hồn tôi rất thích nhà thờ và muốn trở thành sơ, nữ ca sĩ bày tỏ. Nghi vấn từng yêu Quang Lê và cuộc sống kín tiếng với chồng ở Mỹ. Mai Thiên Vân từng là người tình sân khấu vô cùng ăn ý với Quang Lê, đến mức cặp đôi còn bị đồn có tình cảm thật sự ngoài đời. Đã từng xuất hiện tin đồn Quang Lê và Mai Thiên Vân là vợ chồng vì Quang Lê từng chia sẻ sẽ gom tiền về Bến Tre cưới vợ nếu CD Đôi Mắt Người Xưa bán chạy. Tuy nhiên, cả hai đều phủ nhận thông tin này. Quang Lê cũng từng chia sẻ ấn tượng với Mai Thiên Vân vì cô là người tình trên sân khấu của anh. Là người kín tiếng nên Mai Thiên Vân gần như không hề chia sẻ về cuộc sống đời tư. Vào tháng 8 2016, cô tổ chức đám cưới riêng tư với sự tham dự của nhiều bạn bè, đồng nghiệp ở Mỹ. Cặp đôi yêu nhau và sống chung hơn 10 năm trước khi quyết định xây dựng tổ ấm. Sau hơn 2 năm kết hôn, Mai Thiên Vân và chồng có một cô con gái. Khi cô bé được vài tháng tuổi, Mai Thiên Vân mới tiết lộ những hình ảnh đầu tiên của con gái. Cô bé có làn da trắng, khuôn mặt bụ bẩm, đáng yêu và được nhận xét bé có nhiều nét giống bố. Ở tuổi 40, Mai Thiên Vân vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung. Nữ ca sĩ hiện vẫn theo đuổi con đường âm nhạc khi tham gia vào nhiều show diễn tại hải ngoại. Với ca sĩ Mai Thiên Vân, cuộc sống hiện tại đã đủ khiến cô mãn nguyện. Về sự nghiệp của mình, tôi vốn quá vô tư và đơn giản nên không mong cầu gì hơn. Tôi chỉ muốn có được những niềm vui như hiện tại đang có. Chỉ cần có một gia đình hạnh phúc, con cái đầy đủ là tôi vui rồi. Tôi vẫn được khán giả yêu thương, có điều kiện đi hát rồi tranh thủ ghé chỗ nọ chỗ kia chơi, như vậy là đủ.
Tôi cũng có kênh YouTube riêng và rất đầu tư cho nó. Niềm trăn trở lớn của tôi hiện tại là thu những bài hát nhạc xưa hoặc thánh ca để lại cho đời, cho cuộc sống sau này. Nói chung, tôi muốn để tiếng hát cho khán giả. Con người tôi cũng chỉ sống đến một lúc nào đó thôi. Cái quan trọng là giọng hát được để lại. Vì thế nên trong hiện tại và tương lai, tôi vẫn miệt mài thu âm để đăng tải cho khán giả nghe. Trung bình một tuần, tôi thu một bài đăng lên. Khi nào bận thì 2 tuần, tôi hát cả những bài nhạc xưa chưa ai hát. Mới đây, sau 15 năm xây dựng tên tuổi nơi xứ người, Mai Thiên Vân lần đầu trở về biểu diễn ở quê hương theo lời mời của Quang Lê. Mai Thiên Vân tâm sự, dù nhiều bầu show mời tôi và trả lương cao hơn, nhưng tôi chỉ nhận lời và xuất hiện trong show của Quang Lê. Đây cũng là show diễn đầu tiên của Mai Thiên Vân sau 15 năm định cư ở nước ngoài. Nữ ca sĩ thừa nhận cô có chút hồi hộp khi tham gia sự kiện, phải lựa chọn trang phục rất lâu khi xuất hiện trước truyền thông, bởi sau 15 năm, đây là lần đầu tiên giọng ca gốc Bến Tre mới trở lại sân khấu nước nhà. Mai Thiên Vân kể, nhiều năm qua có nhiều công ty sự kiện cũng như đơn vị mời cô về nước biểu diễn, song nữ ca sĩ chưa dám nhận lời vì không sắp xếp được thời gian. Nhưng vì mối thâm tình với Quang Lê, cô đồng ý tham gia. Khi được hỏi về dự định sắp tới ở Việt Nam, Mai Thiên Vân chia sẻ, nhiều người biết tôi về Việt Nam cũng đã gửi lời mời. Tôi nói hiện Quang Lê bắt cóc rồi, trước mắt là kết hợp với Quang Lê, rồi mình sẽ tính tiếp sắp tới. Quang Lê bật mí cả hai sẽ cùng làm tour xuyên Việt.